Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến cái video tiếp theo của mình gọi là. Hôm nay mình cũng như trên cái trang Facebook của mình thì mình cũng đã chia sẻ cái một cái cá nhân là em Tùng, cái hoàn cảnh rất chi là khó khăn. Thì hôm nay khi mình đăng cái bài đó lên thì nhận được rất chi là nhiều các nhà lòng hảo tâm và mạnh thường quân đã gửi cái phần quà nhỏ nhỏ cho mình để mình hôm nay sẽ đến trao tặng cho em Tùng. Cũng như mình đây thì đứng cạnh mình đây thì là đây là bạn Quỳnh, thì cũng là một cái mạnh thường quân rất chi là có tâm đấy các bạn ạ. Thì hôm nay Quỳnh cũng tiếp tục theo mình đi lên nhà em Tùng thăm em Tùng để gửi một cái phần quà nhỏ nhỏ đến tay em Tùng và để chúc em cái căn bệnh của em luôn luôn khỏe mạnh, sớm ngày sớm nhất thì để có khí khỏi bệnh để em có thể quay lại làm một người thanh niên bình thường. Và sau đây anh em mình sẽ bắt đầu đi sang nhà em Tùng, các bạn cùng theo dõi anh em mình đến nhà em Tùng nha. Và cái đoạn đường từ nhà mình lên nhà Tùng ấy thì anh em mà cùng làng mà, cho nên là đi rất chi là nhanh. Và sau đây anh em mình sẽ bắt đầu. Đây anh em mình sẽ bắt đầu đi các bạn ạ. Thì như vậy thì mình đã đến nơi các bạn, đến nhà em Tùng ở đây thì mình sẽ quay bên ngoài cho các bạn xem cái nhà của em Tùng như nào nhá. Thì sau đây anh em mình sẽ đi vào nhà để trao cho em cái món quà mà mình đã chia sẻ cho các bạn biết. Đây thì mình sẽ bắt đầu đi vào nhà, đã xem ngoài được không? Đây mình sẽ đi vào đây, đây là em Tùng đây các bạn. Còn kia là mẹ của em Tùng. Nhớ nhận anh không? Hả? À, nói anh đến đây. Hôm nay anh mang quà đến cho em nhá. Một cháu thì nghe anh Tiến báo thì biết chứ không chả biết đâu. Các bạn ơi, thì như vậy thì đây mình đến gia đình nhà em Tùng đây rồi thì em đây các bạn xem đây. Đúng không anh? Anh nói. Nói được đây. 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 Đây em Tùng thì thật sự là em không nói được qua là. Cho nên là mình sẽ nói thay em. Còn bên cạnh mình đây thì đây là mẹ của em Tùng rồi. Thì cái phần quà thì chứ mình sẽ tí mình sẽ trao cho Tùng, còn trước mắt thì mình sẽ hỏi cái căn bệnh của em cho các bạn xem nhé. Căn bệnh đây. Thì đây cho cái giấy đây. Đây này, giấy nhà nước ấy đi khám rồi đấy, có quyết định hỏi. Thế ví dụ cái bệnh của em này thì đây đọc ở đây. Nó có bị nó kết luận này. Bệnh tâm thần với lại bại lão đây. Em bị là bại lão. Đây đâu quay video đấy. Quay bại lão bự bé. Chú em anh ngồi đâu chú? Chơi làm sao đâu mà là tự nhiên thì. À. Không quay được mà là thế mà. Bại lão bự bé. Bóc cho em ăn đấy. Bại lão bự bé giải cái gì là? Vâng. Thì cái ví dụ hàng tháng thì mình phải chữa chạy như nào? Hàng tháng thì cứ đi viện ốm liên tục. Vâng. Tháng ốm cũng đôi lần. Vâng. Đi ăn than ba lặng ở sinh bồn. Vâng. Đó vừa lão vừa khỏi. Vâng. Có tiền là đi chị đi châm cứu là chân tay nó khỏe hơn này. Vâng. Mình chả có điều kiện. Vâng. Là sinh ra là cứ để cháu ở đấy em ở nhà này. Hôm nay là 16 tuổi 10 tuổi rồi. Cứ mà đi làm là cứ ở nhà xem tivi rồi. Vâng. Đó, đóng cửa về nhà nói thật sự là các cháu là dễ đái là cạn. Vâng. Không biết đấy nó còn phải gì. Vâng.
Thế ví dụ như thế đi đấy thì ví dụ không ai chồng không cho lò nhà. Làm rốt à, rốt lò nhà chứ chị đi học. Đi coi ấy. Bà thì ông thì mất rồi thì bà già đấy thì bà là mày mà nuôi tao mà tao trông cháu tao chịu rồi. Tao trông nổi. Vâng. À, biết bà già rồi thì đó. Vâng. Sao lúc nào còn cháu không? Đây là khổ lắm. Cháu uống cả hôm rồi. Thôi anh cháu. Thế tại tại vì là cái một cháu thì bây giờ cũng mới lập cái nhóm từ thiện thôi cho nên là mình sẽ đi tìm hiểu những cái hoàn cảnh khó khăn, nhất là mình cũng chia sẻ lên cho trên mạng ấy, cộng đồng thì có khi bây giờ thì hiện tại cái nhóm nó vẫn bé chưa phát triển được, nhưng sau này biết đâu có, biết đâu ngày mai ngày kia có khi có một nhiều rất nhiều nhà hảo tâm người ta biết đến, thì nhất cái đoạn video này ấy, thì cháu sẽ ghi tất cả những cái địa chỉ của mình và số điện thoại của chị gái của Tùng. Thì thấy em chị gái bố mẹ không dùng điện thoại thì cái thông tin thì cho biết điện thoại thì cục gạch này thì và các cục gạch thì số điện thoại cục gạch cũng được, nhưng nhiều khi là có người người ta nhiều các nhà hảo tâm người ta không biết không tin đấy, người ta sẽ gọi điện người ta hỏi, cho nên là cái nhiều khi bọn cháu chỉ chia sẻ lên thôi. Thì cái hôm nay thì cũng thay mặt một số anh em ấy cũng ở làng với lại ở chỗ khác cũng có, thì cái số tiền thì nó không phải là to đâu ạ, nó chỉ có một triệu thôi rồi. Thì tại vì là cái đây là tất cả những cái tấm lòng của anh em với lại các cái mạnh thường quân khác, thì qua cái video ngày hôm nay thì cháu tin rằng này thì sẽ nhiều người ra xem, người ta biết đến, người ta sẽ biết đến cái hoàn cảnh của Tùng này, thì sẽ bớt chút phần nào sẽ đóng góp một ít để chia sẻ đến cho em, để em có tiền chạy chữa, mua tiền thuốc, tiền thang. Thì đây thì cháu xin gửi Tùng ơi, anh đó. Dạ. Đây nhá, anh cho và anh thay mặt một số các anh nhá. Quay lên kia kìa. Cho em 10 đồng ăn kẹo nhá. Nhớ phải ăn khỏe và để lấy sức khỏe nhá. Xin. Cô chưa là cô mà thứ nhất là vẫn người lạ từ nhà cái đó. Cảm ơn cháu, giúp cháu thì giúp được em một cái gì thì giúp. Vâng. Nhưng mà có khả năng thôi nhỉ. Vâng. Cũng chả muốn thế này đâu nhỉ. Vâng. Có nhiều chứ. Vâng. Bây giờ bọn cô bây giờ còn trẻ khỏe, còn trông lo của nó mà còn nuôi được nó lên mai cô già như ông bà nhà cô kia nhỉ. Vâng. Làm sao mà hầu nó, làm sao mà nuôi nó lúc cái gì thì thế nào. Vâng. Thật sự là khổ. Nó khổ, nó cũng cháu em ơi, nó cũng được nhà nước quan tâm đến. Quan tâm đến là tháng đó cháu nó được vài đồng. Được vài trăm. Được vài trăm rưỡi một tháng. Vâng. Thôi. Là cũng chỉ là nước mặt nào thôi. Xin cảm ơn các cháu. Vâng. Nhất là đã quan tâm đến em ở làng đây. Vâng. Đấy, thì cô cũng là cái gia đình cảm ơn. Vâng. Xong rồi hôm nay ở đây thì các cháu ra đấy gia đình thật sự là hoàn cảnh. Không muốn là thế lại đâu cả, nhưng thật sự là. Vâng. Đó. Ai mong muốn là cái đồng này uống liên tục. Vâng. Uống tháng cũng 2 lần đi viện. Vâng. Thế qua là thật sự là cháu biết đến thì là cô thật là quý bọn cháu nhỉ. Vâng. Cái thứ là cái phổi bẩm sinh, hai là bài não. Chút bé cần đi viện thôi, mẹ ấy linh này biết ba. Vâng. Lặng để sinh môn. Vâng, đi làm viện là bình thường là cần đi sinh môn. Vâng. Vâng. Như là công hiến cho đấy. Vâng. Tại vì cái bệnh tật này thì phải chữa chứ đưa ở viện làm viện là nó bảo hiểm chi trả thật đấy, nhưng mà mình vẫn phải mất tiền chi phí thuốc thang đắt. Vâng. Có nghĩa là nó phải điều trị thuốc ngoại. Vâng. Ngoại mất công việc đấy. Mất công mất việc đấy là xong này phải người ở đây nuôi nữa. Vâng. Nó không nặng được ra tiền này, người ở đây nuôi là phải ăn uống. Bây giờ 16 tuổi biết gì đâu. Ăn thì không biết ăn, bốc, ăn thì bốc, xúc mới xúc. Đi hái đái là cũng chả ấy. Vậy ra là nó cháu lại ra là nó tự vảy đấy. Cô bốc bốc cho em ăn đi, bốc cho em. Nó thu lại thì đệ nhưng mà nó quấy đâu. Em không hỏi ăn đi. Thế là cô chú cảm ơn các cháu nha. Cảm ơn các cháu, giờ các cháu là quan tâm đến em là thông báo cho các ngoại trưởng quân. Vâng. Em ít tiền cho nó chưa chạy. Vâng. Bây giờ chú thật sự dòng xưa nó mới đẻ ra 30 tuổi. Chú mất rất nhiều tiền. Vất lắm. Chú đâu có đâu cả. Thật. Vâng. Thì tại vì cái bệnh tật này thì mình cũng chả biết những nó trước được. Cho nên là thì số mệnh hoài đến rồi đấy. Khó khăn thì mình mới cần nhờ đến cộng đồng. Còn ví dụ như mà kinh tế có thì không bao mình phải nhờ đến cộng đồng làm gì cả. Thật sự là nhà cô là xã nó đang xét cho vẫn là hộ nghèo vì là vướng cái thằng này. Vâng. Vừa rồi đây anh chú Trường này, chú thôn này lên này, với lại ông Long ông mới làm bên hộ nghèo. Vâng. Ông ấy chuyên trách bên hộ nghèo, ông ấy lên ông bảo là bọn mày làm được nhà cho 50 triệu nhưng mà thật sự là cô không làm được. Vâng. Đó. Không thể làm được, không có tiền, bây giờ nói là có nghĩa là sáng giờ nó nói là phải có tiền á. Vâng ạ. Bây giờ làm hết cái này đi, mình làm trước đi. Người ta không đưa thẳng 50 triệu luôn mà là vâng, ta đưa thẳng thôi. Vâng, hỗ trợ, mỗi lần một ít. Mình phải có tiền. Vâng. Nhưng thật sự cô chú là không có khả năng. Vâng.
bây giờ xin chống lóng cả. Bây giờ muốn xin chống lóng rồi này, chống trần này này. Rồi em nó mát này, mình nó đâu vất bây giờ. Bây giờ nhà người ta có điều hòa, mình chẳng có cái gì. Bây giờ nhà mà tô thấp này nó lỏng. Cái nhà mình đây thì tổng là được bao nhiêu mét vuông trong nhà chung nhỉ? Tầm nữa hơn không, mình tính mình tính trong nhà thôi. Trong nhà này dài 30 mét. Vâng. Đấy. Thì cũng chặt nhỉ. Chặt thôi. Vâng. Dài 30 mét. Và lu lắm này, thật sự đấy. Nóng lắm. Ngày mới hôm vừa rồi nóng thế chứ đi. Vâng. Nóng nóng mà vớ lẽ vớ cho uống thuốc rồi cả vớ sốt ốm rồi. Vâng. Thuốc sang liên tục. Uống thuốc tỏ. Vâng. Riêng đã đi mua thuốc cả kiểu gì phải hơn chặn. Chả bao mấy chục. Vâng. Khổ lúc kém ấy nhỉ? Vậy lão bẩm sinh là cái giấy à? Đi khám xét à? 60% sức khỏe. Vâng. Hả? Rồi phải đi hai bệnh viện đấy, bệnh viện tâm thần với bệnh viện dưới Hà Nội này. Vâng. Nó ghi cho là khuyết tật này. Đây như các bạn đây thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn từ đầu rồi. Đây các bạn nhìn xem mấy em Tùng thì thật sự là cái cuộc sống của em cũng rất là khó khăn đấy các bạn ạ. Gia đình thì bố mẹ thì hiện tại thì cũng là đang rất trẻ, như mình nghĩ thì trẻ thì sẽ làm được ra tiền, nhưng sau những cái thời gian trẻ này thì sau này bố mẹ già thì sẽ làm ra tiền thì rất khó khăn, và cái cuộc sống của em Tùng thì càng ngày càng khó khăn. Thì qua cái đoạn video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn biết, mình hy vọng rằng các bạn và các nhà hảo tâm và những mạnh thường quân khác khi biết đến ra cái gia đình của em Tùng đây thì mình mong các bạn hãy chia sẻ cho mình một lần chia sẻ thôi qua này, và để cho những người biết rộng hơn nữa, để những cái nhà hảo tâm có thể biết đến hoàn cảnh em Tùng đây. Tại vì em Tùng ấy thì là được 16 tuổi rồi qua này, nhưng từ ngày đẻ ra thì bắt đầu em đã mắc phải căn bệnh bại lão, cho đến bây giờ em cũng không biết nói. Em cuộc sống của em thì rất là vất vả, khi mình đi được bình thường thì cũng sao, như em Tùng đây thì phải có người dìu dắt thì em mới đi được, cho nên là lúc nào em cũng chỉ lên quay trong nhà thôi. Và cái căn nhà này các bạn ấy, thì mình tí xem mình sẽ quay cho các bạn xem, cũng chỉ khoảng độ 30 mét vuông, hơn 30 mét vuông tí thôi. Bố mẹ và Tùng và một chị gái nữa thì sẽ sống trong cái căn nhà này, thì rất chi là chật chội các bạn ạ. Và cái cuộc sống hàng ngày thì như cái em Tùng đây thì là bố mẹ đi làm thì em chỉ có mình trong nhà, và có bà ngoại thì thi thoảng sẽ sang giúp đỡ em. Thì tí mình sẽ quay cho các bạn biết về cái tất cả cái ngôi nhà của em Tùng đang sống, và bên cạnh của nhà em Tùng thì là nhà bà ngoại, thì cái cuộc sống cho các bạn xem nhá. Thì sau đây mình sẽ quay cho các bạn xem cái căn nhà của em Tùng để cho các bạn biết cái cuộc sống của em hiện tại như nào. Các bạn thì đây là cái toàn cảnh trong nhà của em Tùng, thì những cái viên gạch này thì các bạn nhìn xem, đây là những viên gạch cô chú đã đi xin về, là những cái mảnh gạch vỡ cô chú dán hết khắp nhà các bạn ạ. Thế nhưng mình thì sẽ các bạn thì mình sẽ quay đây là tất cả cái hòa vật thể trong nhà các bạn nhé. Thì cái trong cái khuôn nhà này thì bức tường chỉ hơn 30 mét vuông thôi, mà 4 người ở thì rất chỉ là chật, mà cái mái tôn thì vẫn chưa là chống lóng các bạn ạ. Hiện tại cái thời tiết ở ngoài trời miền Bắc mình thì toàn 39-40 độ thôi, tức là rất chi là nóng. Thì mình hy vọng cái video này mình gửi tới cho các bạn cũng biết đấy. Thì mong hy vọng rằng các mạnh thường quân sẽ biết đến và có một chút gì đó, các bạn chỉ bước một bữa sáng thôi thì góp lại mang lại cho Tùng một cái cuộc sống nó sẽ càng ngày nó sẽ đầy ý nghĩa hơn, và để cho em có tiền thuốc thai qua là thứ nhất là để cái mái nhà này nó có thêm một cái gì đó ở dưới tầng lô này, nó sẽ bớt nóng hơn. Tại vì là hiện tại thì bây giờ rất chỉ nóng, nhưng mình ở trong điều hòa còn nóng, như là cái căn nhà nó rất chi là chật mà chống nóng không có. Thì mình sẽ quay cho các bạn biết cái nhà trong nhà, và sau đây mình sẽ đi ra bên ngoài thì cho các bạn xem cái bên ngoài của cái căn nhà này nhá. Và cái bên cạnh của nhà anh Tùng là nhà bà ngoại, thì mình cho các bạn xem cái nhà bà ngoại nó qua nhá. Thấp hơn ngoài này, rất là thấp. Còn bên cạnh đây thì mình sẽ cho các bạn xem, đây là nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại thì cũng rất chỉ là khó khăn các bạn ạ. Bà thì hiện tại đang ở một mình, ông thì cũng mới mất các bạn. Thì mình cho các bạn xem cái hoàn cảnh gia đình cũng rất chỉ là khó khăn đấy các bạn ạ. Đây các bạn, xong mình sẽ cho các bạn xem hết toàn cảnh con nhà.
May đây thì cô chú cũng có một ít cây cảnh, nó sẽ rất chỉ là đỡ mát, cho nó mát đi các bạn ạ. Đây mình cho các bạn xem hết cái con nhà này. Chú thì tên này làm thợ xây. Vâng. Thì cứ gạch nước gì cứ nhặt về dán nước này thôi. Vâng. Thế xây suốt rồi. Đó, nhà trên chỗ đằng ở ấy này là nó nhà mấy gạch đây, chỗ đằng nhà mấy gạch ở mấy lúc này này nó cũng lạ. Rồi mình nhặt vào. Dán lúc nhặt cho nó ấy thôi, nó sạch thôi. Mát này. Thôi giờ không có thì mình thôi chấp nhận thì giờ chấp vá vậy. Không có phải là mua và đập ra đâu. Vâng. Các bạn thì như vậy thì mình và Quỳnh đây hai anh em cũng đến và ngồi nói chuyện với cô chú và tâm sự rồi. Thì mình cũng đã chia sẻ cho tất cả các bạn biết về tất cả mọi thứ về bệnh tật của em Tùng rồi. Thì mình sẽ xin phép là hai anh em mình sẽ xin phép là ra về để cho cô chú đi làm công việc của cô chú nữa. Thì qua đây thì mình muốn gửi đến cho các bạn cái thông điệp là hãy chung tay góp sức. Các bạn dù các bạn chỉ cần tôi thấy các bạn chỉ cần bữa một bữa ăn sáng thôi, một bữa ăn sáng nó rất là to lớn. Thì đối với các bạn là nhỏ nhưng đối với Tùng nó sẽ rất chi là vui đấy các bạn ạ. Thì 10 người thì có sẽ góp lại thì cũng sẽ là được một cái phần quà rất chi là to đấy các bạn ạ. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ xin phép ra về, và trước khi một cháu ra về thì cô chú có điều gì muốn nói đến những cái mạnh thường quân và những nhà hảo tâm đã gửi đến cái phần quà nhỏ nhỏ cho em Tùng không ạ? Trước tiên thì là cô chú xin cảm ơn. Vâng. Đấy, các cháu. Chú nói chú cứ nhìn lên, nói nhìn thẳng lên, chú nói to lên, không sao cả. Trước tiên là chú gọi là xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ. Các cháu là các nhà mạnh thường quân. Vâng. Đến cháu con gái nhà chú. Vâng ạ. Đấy, và để cho cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Vâng. Chăm sự các nhà hảo tâm. Vâng. Nhìn nhận đến. Vâng. Chia sẻ đến. Vâng. Chú chỉ nói thế thôi. Vâng. Vâng, thì các bạn ơi, thì đây là bố của em Tùng. Thì chú thì thật sự là cũng lần đầu tiên đấy các bạn ạ. Thì nói chứ ông Quỳnh thì cũng thứ nhất là chưa được to, và thôi thì mình cũng thay mặt là cô chú và em Tùng đây thì thứ nhất là mình sẽ nói là cảm ơn đến tất cả các bạn đã gửi cái món quà cho mình để gửi tặng đến em Tùng. Thì mình xin chân thành cảm ơn. Anh em mình sẽ bắt đầu về các bạn ạ. Thì mình cũng nói rồi, rất chỉ cũng nói đi nói lại là cũng rất chỉ là nhiều rồi. Thì hôm nay xin phép là hai anh em mình sẽ ra về. Thì cái em Tùng đây thì là ở cung làng mình. Cái hoàn cảnh này thì thật sự là rất chỉ là khó khăn. Thì mình thì hy vọng các bạn, khi các bạn biết đến cái video này thì mình hy vọng rằng các bạn đừng tiếc một lời chia sẻ thôi. Nói thật các bạn, một lời chia sẻ các bạn thì đối với mình và em Tùng nó rất chỉ là cao quý các bạn ạ. Các bạn hãy chia sẻ đi để cho những cái mạnh thường quân biết đến rộng hơn, để cho em Tùng có một cái cuộc sống tốt hơn, và để cho em có tiền để mua thuốc thang hàng tháng các bạn ạ. Thì cái bệnh tật bại lão của em này rất chi là khó khăn, tiền thuốc rất chi là nhiều. Mình không nói nhiều nữa, thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo nha.